Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân làm đám giỗ cho cố nghệ sĩ Anh Vũ, Kylie Thanh Duy cùng dàn sao đến thắp nhang. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đã bày biện lễ giỗ thịnh soạn để tưởng nhớ về cố nghệ sĩ Anh Vũ. Mới đây trên trang cá nhân của mình, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đã chia sẻ loạt ảnh trong lễ giỗ của cố nghệ sĩ Anh Vũ. Cô viết, hôm nay bên Mỹ mới là 1 tháng 4 nè, Vũ em tôi mất bên đó. Bà bầu sân khấu kịch đã bày biện lễ cúng tại nơi mình diễn để mọi người có thể tưởng nhớ đàn em. Đến dự lễ giỗ của anh Vũ có nhiều đồng nghiệp thân thiết của anh thuở sinh thời như nghệ sĩ Hữu Nghĩa, diễn viên Minh Luân, diễn viên Kylie, diễn viên Thanh Duy, cùng nhiều thế hệ nghệ sĩ trẻ từng được anh dìu dắt trong nghề. Dù đã vài năm trôi qua nhưng sự ra đi của anh Vũ vẫn để lại nhiều đau xót cho người ở lại. Dù Mai Phương và anh Vũ đã ra đi, nhưng những hình ảnh của cả hai sẽ vẫn mãi trong tim của đồng nghiệp và người hâm mộ. Những ngày cuối tháng 2 chính là ngày mất của Mai Phương, còn anh Vũ thì ngày mất là 1 tháng 4, nên nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đã cùng gộp lại tổ chức một buổi cúng giỗ cho hai cố nghệ sĩ. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Hồng Vân đã đăng tải loạt hình ảnh tại ngày giỗ của Mai Phương và anh Vũ, nơi nghệ sĩ đã chuẩn bị tươm tất đầy đủ những thức ăn, bông hoa, trái cây để cúng giỗ cho Mai Phương và anh Vũ, khiến nhiều người không khỏi ấm lòng trước tình cảm của Hồng Vân dành cho đàn em. Minh Luân đến cúng giỗ Mai Phương, anh Vũ, ca sĩ Trương Quỳnh Anh. Trên trang cá nhân, vợ chồng Thanh Duy Kylie chia sẻ, hôm nay 1 tháng 4 giỗ của anh Vũ, U Hồng Vân cúng cho anh Vũ và Mai Phương tại sân khấu Phú Nhuận, xin thắp nén nhang tưởng nhớ đến người anh kính mến và người bạn thân của mình. Cầu nguyện cả hai anh em luôn vui vẻ và hạnh phúc ở nơi thiên đường. Minh Luân cũng ngẹn ngào bày tỏ trên mạng xã hội. Giỗ năm 4 của nghệ sĩ Anh Vũ, năm nay U Hồng Vân tổ chức lễ giỗ tại sân khấu kịch Phú Nhuận cho anh Vũ và Mai Phương, nơi thật nhiều kỷ niệm của hai người thân thương, mãi thương nhớ. Dàn nghệ sĩ trẻ cũng tề tựu để nhớ về người anh, người thầy trong nghề. Trước đó, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đã ra mộ viếng anh Vũ, cô tiếc thương. 28 tháng 3 là ngày mất của Mai Phương, 1 tháng 4 là ngày mất của anh Vũ. Mình mới lên mộ anh Vũ lau chùi và mua đồ cúng cho em. Trưa ngày 1 tháng 4 lúc 11 giờ, mình sẽ làm giỗ cho hai đứa tại sân khấu kịch Hồng Vân. Bạn bè đồng nghiệp của Vũ và Phương rảnh thì tới thắp nén nhang nha. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.